app VietJack, hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì, vào thư viện app, tải ngay app VietJack. Cô xin chào các em nha. Và ở video này thì cô trò chúng ta sẽ cùng nhau soạn bài, thuyết trình và thảo luận về một địa chỉ văn hóa. Định hướng của bài này là thuyết trình và thảo luận về một địa chỉ văn hóa là trình bày, trao đổi bằng lời nói và các phương tiện hỗ trợ khác nếu mà có về một lễ hội, phong tục, tập quán, di tích lịch sử, văn hóa ở một địa phương, dân tộc, quốc gia hay thế giới. Qua đó có thể cung cấp thông tin về địa chỉ văn hóa, quảng bá hoặc giáo dục ý thức bảo vệ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tăng cường hoạt động giao lưu, hội nhập quốc tế và tiếp thu có chọn lọc các giá trị văn hóa của nhân loại. Và để thuyết trình được về một địa chỉ văn hóa, các em cần đầu tiên là xác định rõ mục đích của buổi thuyết trình, xác định rõ đối tượng người nghe thuyết trình, người nghe là ai, đã có hiểu biết gì về địa chỉ văn hóa đó chưa, bao nhiêu người tham dự. Sau đó, hãy xác định những thông tin quan trọng mà em muốn người nghe sẽ nắm bắt được về địa chỉ văn hóa ấy. Từ đó, nhấn mạnh những thông tin này trong lúc thuyết trình hoặc tìm kiếm các phương thức làm cho chúng trở nên nổi bật, gây ấn tượng với người nghe. Tiếp theo là tìm ý và lọc dàn ý cho bài thuyết trình về địa chỉ văn hóa. Các em cũng đừng quên xác định thời lượng, cách nói cho từng phần của bài thuyết trình, vì người nghe thường không muốn nghe một bài nói quá dài, cũng như nghe một giọng điệu lặp đi lặp lại. Và khi tiến hành thuyết trình thì cần lưu ý thêm về, đầu tiên, trang phục. Hãy chọn trang phục cho phù hợp về vấn đề văn hóa được trình bày để tạo ấn tượng tốt đẹp đối với người nghe và giúp cho các em cảm thấy tự tin hơn. Cũng đừng quên sử dụng các động tác hình thể khi thuyết trình như là tư thế nè, cử chỉ, nét mặt, ánh mắt một cách phù hợp và có hiệu quả nhất. Bây giờ chúng ta sang phần 2, thực hành. Bài tập trang 114, sách giáo khoa ngữ văn lớp 10, tập 1. Chọn và thực hiện một trong các nhiệm vụ sau. Đề 1. Hãy thuyết trình về một địa chỉ văn hóa ở nơi mà em đang sinh sống. Đề 2. Hãy thuyết trình về lễ hội Đền Hùng hoặc lễ hội Katê ở Ninh Thuận. Đề 3 là hãy thuyết trình về di tích lịch sử văn hóa Hoàng Thành Thăng Long. Thì bây giờ, cô trò chúng ta sẽ thực hành với đề 2. Hãy thuyết trình về lễ hội Katê. Ở phần chuẩn bị thì các em hãy xác định yêu cầu của đề là thuyết trình về lễ hội Katê ở Ninh Thuận. Đồng thời, hãy xem lại văn bản thuyết minh về lễ hội Katê trong phần thực hành đọc hiểu và tìm đọc thêm các tài liệu khác về lễ hội Katê như là sách, báo hoặc các bài viết trên trang thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận và sưu tầm một số tranh ảnh, video có liên quan. Bây giờ chúng ta sang với phần tìm ý và lập dàn ý. Thì các em có thể tìm ý theo những gợi dẫn như sau. Tên địa chỉ văn hóa là gì? Ở địa phương, vùng miền nào? Mục đích và nội dung chính sẽ trình bày là gì? Đặc điểm nào của địa chỉ văn hóa đó? Và cuối cùng là ý nghĩa của địa chỉ văn hóa đó đối với cuộc sống con người ra sao? Rồi, để cụ thể hơn thì chúng ta sẽ lập dàn ý. Mở đầu thì các em hãy nhớ là giới thiệu khái quát về lễ hội Katê của người Chăm ở Ninh Thuận và mục đích của bài thuyết trình. Ví dụ như, thông qua việc giới thiệu những nét đặc sắc của lễ hội Katê, mọi người hiểu rõ về văn hóa, tín ngưỡng, đời sống tinh thần của người Chăm ở Ninh Thuận, từ đó góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Và đây là mục đích của lễ hội Katê. Sang phần nội dung chính thì các em hãy trình bày cụ thể các đặc điểm của lễ hội Katê, chẳng hạn như là tên gọi nè, thời gian, không gian tổ chức, phần lễ và phần hội. Và các em có thể đăng cài các cảm nhận, đánh giá riêng của bản thân theo từng phần. Sau đó là trình bày ý nghĩa của lễ hội Katê đối với cuộc sống, với con người. Ví dụ như qua lễ hội Katê thì người Chăm đã thể hiện sự tri ân đối với tổ tiên, các bậc tiền bối đã có công dựng và bảo vệ cuộc sống của họ. Đây cũng là khoảng thời gian cho những thành viên trong gia đình vui Tết đoàn viên, đến thăm họ hàng, bè bạn và cùng nhau tận hưởng những giây phút bình an và hạnh phúc. Kết thúc thì các em hãy khẳng định lại giá trị văn hóa chủ yếu của lễ hội Katê, giá trị về vật chất nè, rồi giá trị về tinh thần nữa. Và những giá trị này đối với người Chăm nói riêng và đối với các dân tộc Việt Nam nói chung như thế nào. Bây giờ chúng ta sang phần thực hành nói và nghe. Thì các em có thể tham khảo các yêu cầu đã nêu ở bài 1, trang 37. Tiếp đến là phần kiểm tra và chỉnh sửa. Các em cũng có thể tham khảo các yêu cầu đã nêu ở bài 1, trang 37 nha. Và như vậy là chúng ta vừa soạn xong bài thuyết trình và thảo luận về một địa chỉ văn hóa. Cô xin chào các em nha và hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo. Khóa học VietJack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của VietJack.